Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có mặt tại sân bay ở Tây Ban Nha đêm 25 tháng 8. Do không có chuyến bay thẳng nên thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã quá cảnh ở Doha Qatar trước khi nối chuyến đến Tây Ban Nha. Dù chặng bay dài nhưng sức khỏe và tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang vẫn ổn. Ngay sau khi đến Tây Ban Nha, đội tuyển đã được phía bạn đón tiếp, tiếp tục đưa đến nơi đóng quân tại khách sạn Condrex Table Iranro. Đây là khách sạn 4 sao, có đầy đủ các phòng tập gym, bể bơi và phòng ngủ tiêu chuẩn. Do ảnh hưởng của Covid-19 nên toàn đội bắt đầu thực hiện quy trình bong bóng khép kín. Sau khi ổn định nơi ở trong đêm đầu tiên có mặt tại Tây Ban Nha, toàn đội đã dành chọn buổi sáng ngày 26 tháng 8 để nghỉ ngơi phục hồi. Sau bữa trưa này, các cầu thủ đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục được thư giãn 4 tiếng trước khi di chuyển đến sân tập Olivo Arena. Nhìn chung, với sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ phía Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, mọi kế hoạch của đội tuyển futsal Việt Nam đều được đảm bảo. Hiện tại, sức khỏe toàn bộ các cầu thủ đều ổn định, không có trường hợp chấn thương. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để huấn luyện viên Phạm Minh Giang xây dựng được ít nhất 3 tổ để thực hiện các bài rèn chiến thuật. Theo kế hoạch, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tham dự giải futsal tứ hùng với sự góp mặt của các đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản, Guatemala và chủ nhà Tây Ban Nha. Kết thúc giải đấu này, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ tiếp tục có thêm một trận giao hữu dự kiến gặp câu lạc bộ Cordoba đến từ giải Futsal vô địch quốc gia của Tây Ban Nha vào ngày mùng 3 tháng 9. Ngày mùng 4 tháng 9, toàn đội sẽ di chuyển sang Lithuania, bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Nếu không có gì thay đổi, trong thời gian tập huấn trước thềm vòng chung kết tại Lithuania, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có thêm một trận giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển Morocco. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 9 tới. Tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Brazil trong trận gia quân tại vòng bảng ngày 13 tháng 9. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Minh Giang lần lượt là Panama vào ngày 16 tháng 9 và Cộng hòa Séc vào ngày 19 tháng 9.